cần sang tiệm nail in Laredo, Texas. Tiệm nail Glamour cần sang, tiệm rộng 3.500 square feet, có 18 ghế, 18 bàn, 3 phòng quát, facial, phòng ăn, private room. Tiệm đã hoạt động 13 năm, income ổn định, tiền rent 8.600 một tháng. Hiện tại có 16 thợ làm very good. Tiệm nằm trong mall, khu đông đúc, có lượng khách đông, giá bán 280.000, có thể thương lượng. Tiệm cũng đang cần thợ nail, biết làm bột, chân tay nước hoặc everything càng tốt. Bao lương từ 1.100 trên tuần, 6 ngày hoặc ăn chia tùy theo khả năng, có chỗ cho thợ ở xa. Thật lòng và muốn biết thêm information, xin liên lạc 956 602 9502 gặp Andy. Thank you.